giáo có chấp nhận cho người đệ tử Phật hiến xác cho khoa học hay không? Người Phật tử tu tịnh độ mà muốn hiến xác thì sau khi chết có nhất tâm niệm Phật được không? Để được về Tây phương cực lạc không ạ? Kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu. Có tâm nguyện hành Bồ Tát đạo là tốt. Tức là tất cả những người mà phát nguyện sau khi mình chết đi đem hiến toàn bộ cái thân xác này cho ngành y học, khoa học để họ làm, vừa làm nghiên cứu, vừa gì dùng một cái bộ phận nhất định nào đó trên cơ thể của chúng ta để cứu người, như là con mắt, như là thận, như là gan, vân vân, la lách, bộ phận gì có thể dùng để cứu người được họ dùng. Đấy là một việc làm rất là tốt. Chắc chắn rằng Phật Bồ Tát á, cũng rất hoan hỷ cái việc làm đó, nếu như mà chúng ta gì, chúng ta làm được điều đó. Nhưng mà điều quan trọng ở đây, chúng ta có gì, có vượt qua được những cái nỗi đau về cái thể xác đã khó rồi, nhưng mà nỗi đau về gì ạ, về tinh thần thì không phải ai cũng chịu được. Chúng ta biết là trong kinh điển, đặc biệt là như kinh Vị Tằng Hữu, Đức Phật đã nhiều lần xả thí thân mạng của mình cho chúng sinh. Ví dụ như có lúc gì, Ngài tự tay cắt từng miếng thịt trên cái bắp vế, trên bắp đùi của mình ấy, cho con chim cát. Đó. Mình cứ nói nôm na cho con chim ưng, ấy, chim đại bàng ấy, cho chúng ta dễ hiểu đi. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta có cắt được không? Hoặc là ở trong quyển Bộ Sa Di, Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú giảng giải, ấy, có một câu chuyện bên Trung Quốc ngày xưa có người thầy và người trò. Người trò theo sư phụ học nhiều năm, sư phụ đã tận tình chỉ dạy cho người trò của mình, tất nhiên là dạy cho tất cả, nhưng trong đó nổi bật là một người đệ tử. Một hôm thầy mình thì tuổi đã thấy thầy mình tuổi đã cao, sức đã yếu. Một hôm là thầy mình bị mắc bệnh mà chữa mấy tháng mà không khỏi, vì thấy thầy rất là yếu. Vì muốn là sư phụ được trụ thế lâu dài, cho nên người trò đã âm thầm cắt từng miếng thịt của mình ở trên gì, bắp đùi của mình, để nấu cháo cho sư phụ ăn. Sư phụ không biết. Và sau khi ăn cháo mấy ngày sau thì sư phụ khỏe dần, khỏe dần. Khi mà sư phụ khỏe thì cũng là cái lúc mà cái người đệ tử đau quá không đi ra ngoài được nữa, và phải dùng cái vải để bọc quấn chân mình lại, không ra ngoài được nữa. Sư phụ cho người hỏi, điều tra ra mới biết là gì ạ? Người học trò của mình đã đích thân cắt từng miếng thịt ở trên gì, trên bắp, trên vế đùi của mình để trộm nấu cháo cho sư phụ. Nếu mà bảo là sư phụ thì ăn chay, nhưng bây giờ mà bảo là gì ạ? Nấu cháo thịt cho sư phụ ăn, chắc chắn sư phụ ăn rồi. Nhưng lại còn thịt người nữa, thịt lại còn thịt đệ tử của mình nữa, chắc chắn không bao giờ sư phụ ăn. Nhưng mà vì sư phụ ốm nặng quá không biết gì nữa, cho nên cái người học trò đã nấu xong mang lên để bón cho sư phụ mình ăn. Và sư phụ thì ăn cái cháo đó thì dần dần thì vài tuần sau sức khỏe hồi dần khỏe dần. Cái lúc sư phụ khỏe dậy, ngồi dậy được và đi lại quanh quanh trong phòng lại được, thì cũng là lúc thì người đệ tử đã kiệt sức và không thể đi lại được nữa. Hỏi ra sư phụ biết, rất cảm động và gọi đệ tử lên và bảo là sao con lại làm như thế, con không được làm như thế, ta đã già rồi. Cái tuổi này gần đất xa trời rồi, sống lại cũng, sống hoài cũng chẳng có làm được lợi ích gì đâu. Xong cái người đệ tử kia, vị đệ tử kia quỳ, không thể quỳ được nữa, nói là không thể quỳ được nữa. Về bạch với sư phụ mình rằng, bạch thầy, tuy tuổi của thầy đã già, nhưng thầy sống thêm một ngày là đem lại thêm lợi ích cho chúng sinh được một ngày. Thầy sống thêm một năm là lợi ích cho chúng sinh được thêm một năm. Còn con á, dấu sống 100 năm cũng chẳng làm được lợi ích cho chúng sinh là bao cả. Cho nên xin sư phụ là hoan hỷ là nhận cho cái tấm lòng của con như thế. Mong sư phụ là trụ thế lâu dài, để vì tất cả chúng sinh có duyên với Phật Pháp, có duyên với ngôi chùa này và có duyên với sư phụ thương mà độ cho họ.
còn con có sống đến 100 tuổi con cũng chẳng làm được gì cả. Cho nên con chỉ làm được một cái việc nho nhỏ, cái việc nho nhỏ đó thôi, rất mong là sư phụ hoan hỷ lượng thứ cho con. Chúng ta thấy không? Tự tay mình cắt gì, cắt thịt của mình để nấu cháo cúng dường thầy. Bây giờ có người tu nào làm được như thế không? Khó lắm, khó lắm các quý vị. Các quý vị cứ thử xem, cứa một tí tí gì, làm nhặt rau hay thái rau hay gì, cứa một chút đứt cái tay mình, đứt sâu vào mấy, chỉ có mấy cm thôi, mấy mili thôi, thế gì đã thấy đau đớn vô cùng rồi. Này các vị biết, cái cầm cái dao một cái xẻo, cò cưa mà xẻo cái miếng, cái đùi của mình nhá, cái thịt đùi của mình nhá, đau đớn đến mức độ nào. Ai cũng đau như ai thôi các quý vị. Nhưng điều quan trọng á, vượt lên cái đau của thể xác, đó là gì? Vì cái mục đích muốn cho sư phụ được khỏe mạnh. Sư phụ có khỏe mạnh thì chúng sinh mới gì? Mới được độ thoát. Ta sống 100 năm không bằng sư phụ sống về một ngày, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đấy là cái tâm của người học trò đó. Tâm của người đệ tử. Các ngài gì? Tất cả tôi nghĩ rằng các ngài đều là Bồ Tát, thì hiện tái thế để gì? Để biểu diễn chúng ta coi. Còn người thường phàm phu chúng ta đâu có làm được như thế. Ở đây chúng tôi muốn nói là trong đạo Phật của chúng ta, đặc biệt là pháp tu tịnh độ của chúng ta, các tổ thường là giải thích kinh Phật và nói rằng thần thức của chúng ta sau khi mất đi, nếu mà chúng ta là bậc thuần tịnh, thuần thiện, gọi là bậc thượng thượng căn, lúc còn sống chúng ta tu nhân tích đức, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội được, đạt được niệm Phật tam muội thì chúng ta tự do tự tại ra đi, nhắm mắt xuôi tay, hít vào không thở ra, mà cái thần thức đã về Tây Phương rồi, còn là cái thể xác này chúng ta đem hiến tạng hay là đem đốt hay là đem thiêu hay là đem chôn hay đem băm nhỏ ra cho gì các loài muông thú cũng chẳng sao cả, nó chỉ là tấm thân nữa thôi thì thế nào cũng được. Nhưng nếu chúng ta chưa là phải là cái bậc gì? Thuần tịnh, thuần thiện, thượng thượng căn tu hành ấy, chưa đạt được niệm Phật tam muội hoặc niệm Phật thành phiến, tự do tự tại ra đi bất cứ lúc nào đó, các tổ dạy là ít nhất sau khi chết đi nên để tấm thân của chúng ta 8 tiếng đồng hồ trở đi mới nên đụng chạm tới, mới đi làm tới, mới làm cái gì thì làm, tắm rửa, thay quần áo, nhập quan phát tang, làm gì thì làm, nó sẽ tốt hơn, vì thần thức đã gì, đã ra khỏi thể xác rồi. Trong luận Đại Trí Độ nói rằng con người chúng ta không chỉ phải là gì, có một cái thân này đâu. Khi chúng ta mất đi, nó sẽ sinh ra một cái thân gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân. Khi chúng ta vừa mất đi, trung ấm thân nó gì? Nó vẫn còn chưa ra ngay. Nếu như chúng ta chưa phải là bậc thuần thịnh, thuần thiện, hoặc cũng chưa không phải là bậc gì cực ác. Nếu là kẻ cực ác thì vừa chết đi, thần thức, cái trung ấm thân nó không phải sinh ra 7 ngày nữa hoặc 2-3 ngày nữa, mà gì? Ngay lập tức cái thần thức nó đọa vào trong A Tỳ Địa Ngục ngay. Cực thiện thì về cõi Phật, cực ác liền vào trong A Tỳ Địa Ngục. Thì cái xác, thể xác đó nó chỉ là gì? Tấm thân ngũ ẩn, bằng xương, bằng thịt, do tinh cha huyết mẹ tạo thành mà thôi. Còn không, cực thiện cũng chẳng phải cực ác, thì thường có sinh ra trung ấm thân. Trung ấm thân đó, nó vẫn ở trong cơ thể, đối với người gì? Không phải thiện cũng không phải ác, hoặc thiện ác có nhưng mà chưa phải gì? Chưa phải là cực, chưa phải là thiện nhiều để sinh lên trời ngay trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, hoặc một vài chục tiếng, vân vân. Cũng không phải cực ác, hay cũng phải chưa phải ác đến nỗi là một vài tiếng thần thức liền phải đọa vào trong các địa ngục ngay. Có nghĩa thiện ác chưa phân. Bây giờ con người ta vừa chết đi, trung ấm thân, cái thần thức vẫn ở trong gì? Trong cái thân tứ đại, thất đại này. Mà tùy theo mấy tiếng đồng hồ, cái này nó không nhất định là cứ phải vài tiếng đâu. Có người thì 1 tiếng, có người thì 15 phút, có người thì 30 phút, có người thì 45 phút, có người thì 45 phút, có người thì tiếng, có người thì 5-7 tiếng, có người 10 tiếng, thậm chí có người còn nhiều hơn một chút nữa. Nhưng thường thường là gì? 8 tiếng trở lại. Đại đa số là 8 tiếng trở lại.
là thần thức con người ta gì là ra khỏi thể xác. Nhưng cũng có trường hợp lâu hơn, thì trường hợp này là hy hữu, có nghĩa là ít có đó. À. Thì lúc đó tùy theo cái nghiệp lực, trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ giải thích nói tùy theo nghiệp lực mà thần thức của người đó đi lên hay đi xuống. Nếu mà lạnh từ trên lạnh xuống mà hơi ấm ra nơi lòng hai bàn chân, người đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục. Lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên mà ấm ra hai nơi đầu gối, người đó đọa làm loài ngã quỷ. Lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên mà hơi ấm thoát ra cái khu vực eo hông này, người đó đọa vào làm súc sinh. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm ra nơi rốn, nơi bụng của mình á, nơi đan điền của mình á, người đó sinh trở lại. À, từ đó, từ cái nơi đan điền trở lên cho đến ngực của mình á, thì người đó sinh trở lại làm Atula, làm quỷ thần. À, làm Atula, làm quỷ thần. À, làm thần đó, là từ cái nơi ban dưới ngực của mình á, cái nơi mỏ ác này đó, thóp thóp này đó, xuống nơi khu vực bụng trên của mình này, khu vực đan điền này, thì người đó thì sinh làm Atula, hoặc sinh vào loài quỷ thần, canh giữ đền đình miếu mạo, hoặc rằng canh giữ gì cây đại thọ, hoặc rằng ở trong hang động, ở ngoài bãi biển, làm những vị gì, những vị thần lớn hoặc thần nhỏ, tùy theo phúc của người đó, khi còn sống làm phúc hay làm thiện, làm thiện thiện làm phúc được nhiều hay ít, là vân vân. Hơi ấm từ hơi lạnh, lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống mà hơi ấm thì thoát ra nơi hai con gì, nơi ngực của mình này đó, khu vực ngực này, từ cổ trở xuống, từ cái mỏ ác này trở lên ấm khu vực này, tức là sẽ thoát hóa đầu thai trở lại cõi người. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống mà thì thoát ra nơi hai con mắt này, ấm nơi hai con mắt này, ấm nơi mắt này, người đó sinh về cõi trời. Lạnh từ dưới lạnh lên mà điểm ấm cuối cùng ở nơi trên đỉnh đầu, tức là huyệt bách hội này đó, tức là cái nơi thóp thóp của đứa trẻ con khi mới sinh ra, mình gọi cái u đó, à, cái thóp đó, trên đỉnh đầu đó, huyệt bách hội đó, hơi ấm ra ở đó, tự nhiên, thì người đó dễ được sinh về cõi Phật, à, dễ về cõi Phật, cõi tịnh độ của các đức Phật. Như chúng ta niệm Phật A-di-đà, cầu sinh về Tây Phương thì sẽ về Tây Phương, hoặc tụng một đời tụng kinh Dược Sư, cầu sinh về cõi tịnh Lưu Ly thì sẽ được sinh về cõi tịnh Lưu Ly phương đông của đức Phật Dược Sư, vân vân. Đó. Cho nên ở đây câu hỏi ở đây là Phật tử hỏi rằng mình là những Phật tử tu hành, tu theo pháp môn tịnh độ. Pháp môn thì nói rằng sau 8 tiếng thì mới là an toàn cho người mất. Nhưng mà muốn phát nguyện là hiến xác cho y học, cho khoa học để cứu người. Đây là một gì? Một việc rất là tốt, nhưng chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ cho kỹ. Không có chúng ta phát nguyện, phát nguyện cứu người đó là việc tốt, nhưng chi bằng hãy làm một người tốt ngay từ hôm nay, làm một tấm gương sáng về đạo đức, về nhân cách, về lối sống, để độ gì ạ? Độ cho chính người thân của chúng ta trong gia đình. Chúng ta muốn cứu người ư? Cứu chính người thân của chúng ta trước đã. Tu làm sao đó để cho gì ạ? Nếu chúng ta là vợ, tu làm sao cho chồng mình á biết rằng cái việc tu của mình là việc tốt, biết rằng việc tu của mình á là con đường đạo đức, con đường giải thoát, con đường giác ngộ của Thánh Hiền và của Phật, của Bồ Tát chỉ dạy lại cho mình. Mình tu làm sao á mà cho người thân của mình phải thấy rằng khi mình chưa tu, mình là con người phàm phu tục tử, tham sân si đầy rẫy. Nhưng bây giờ mình tu rồi, mình là con người giác ngộ hoàn toàn, con người sống hoàn toàn từ bi lương thiện, dấn thân làm tất cả các công việc, nhưng không kể công, không chấp mắc, giúp đỡ tận tình mọi người, từ gia đình đến xã hội. Đó mới là điều quan trọng. Lấy đức độ, lấy đạo hạnh, lấy nhân phẩm của một người Phật tử, của một người con Phật ở tại gia, kể cả người xuất gia, chúng ta hóa độ cho gì? Cho người thân, cho bạn bè, cho họ hàng và cho xã hội. Đó. Các vị nghĩ xem. Như vậy,
Chúng ta cứu được bao nhiêu người? Cứu được bao nhiêu người? Cứu được vô số người. Nếu như chúng ta thì biết tu. Còn xin thưa các quý vị, nếu các vị mà tu mà chưa đến nơi đến chốn, thấy họ gì, họ muốn làm cái việc đấy, chúng ta cũng muốn làm. Ai muốn làm? Đây tôi nói là đối với xã hội đây là việc tốt, đối với đạo đây cũng là việc tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng mình đã chắc chắn mình không bị đau đớn khi chúng ta vừa nhắm mắt xuôi tay được một vài phút, bác sĩ đã gì ạ, rạch mổ thân thể của chúng ta, lấy mắt, lấy tim, lấy phổi, lấy thận, lấy gan, lấy lá lách hay không? Chúng ta chắc thì chúng ta gì? Phát nguyện hiến. Đây là một việc rất tốt. Nếu chưa chắc thì phải xem xét lại cái nguyện của mình. Tôi cứ thử, các quý vị cứ thử đi. Phật dạy chúng ta gì ạ? Chân tinh tiến cúng dường, ở trong kinh Pháp Hoa là chân tinh tiến cúng dường gì? Dùng toàn bộ thân mạng của mình để cúng dường. Và sau khi nghe Phật nói như vậy, Bồ Tát thường tinh tiến lên, liền đốt gì ạ? Đốt cánh tay của mình để làm đuốc cúng dường Phật. Các vị cứ thử về đốt một ngón tay mình để cúng dường Phật xem mình chịu được không? Về xem tẩm dầu thơm vào, đốt thử một ngón tay, quấn lại đốt thử một ngón tay cúng dường xem chịu được không? Nếu chịu được, nếu đốt một ngón tay mà các vị chịu được, thì cái việc làm của các quý vị đó tôi nghĩ rằng sẽ có kết quả rất là cao. Cái ý nguyện của các quý vị đó sẽ thành tựu rất là lớn. Còn nếu đốt một ngón tay mà không chịu được á, thì thôi, lo mà tu. Tu làm sao đó cho vãng sinh đã. Vãng sinh rồi, về gặp Phật nghe Pháp, chứng ngộ cái gì? Quả vị vô sinh rồi, tức là đi thi á, đi thi vào trường tuyển Phật đỗ rồi đã được về luôn chưa? Chưa, phải học đã. Học bao giờ cho gì? Cho đỗ ở Tây Phương Cực Lạc mà gì? A Di Đà Phật bảo rằng á, con đã thành tựu tất cả các việc học ở đây rồi. Bây giờ con có thể gì? Phân thân đi khắp mười phương thế giới để giáo hóa độ sinh. Lúc đó vô tư. Các vị không chỉ có cứu 5 người, 7 người, mà các vị cứu được gì? Vô số người. Tôi tuy chưa được cái gì, nhưng tính cho đến hôm nay mới có hơn 20 năm đi tu thôi. Mà cũng phải nói là phải cứu được hàng trăm nghìn người từ cái chỗ mê lầm, từ cái chỗ đau khổ, thoát ra khỏi chỗ mê lầm, thoát ra khỏi chỗ đau khổ ấy, đã giúp cho chỉ và hàng vài trăm gia đình từ cái chỗ gì hạnh phúc gia đình chuẩn bị tan nát đổ vỡ mà họ hàn gắn được với nhau và chung sống với nhau hòa bình hạnh phúc cho đến gì đến tận ngày hôm nay. Đó. Vừa cách đây hai ba hôm tôi có đem kể một câu chuyện. Cách đây vài năm có một đôi vợ chồng làm quan chức cũng rất to trong gì bộ máy nhà nước. Khổ quá, cái bà vợ hay ghen. Ông chồng ấy thì nhìn gì, có thể nói là gì, đẹp trai, phong độ, giỏi giang, lại gì, lại rất ga lăng với các cô nữa. À, có nghe đối với các cô gì, các cô gái là gì, rất là một người đàn ông thực sự. Cho nên các cô gì ạ, chức quyền có nha, tiền tài địa vị có nha, đẹp trai nhá, to, cao, đẹp trai, phong độ nhá. Đây là cái mẫu gì ạ, mẫu típ người ở ngoài đời gọi là nó không phải kiểu như là à, gọi là cái gì tuổi trẻ nó gọi là gì nhỉ, gọi là à, gọi là soái ca hả? Đấy, tuổi trẻ gọi là soái ca, nó còn vượt trên cả soái ca. Soái ca nó chỉ còn mỡ màng phải bề ngoài thôi, còn thì nó thật chất. Cho nên mấy cô gái đi đâu, các cô đi công tác ở đâu, các cô gì cũng xin số điện thoại về, cứ tối tối lại là nhắn tin hỏi là gì, anh nghỉ chưa, anh khỏe không, như thế này vân vân. Mệt vợ nằm bên cạnh cứ nghe tiếng điện thoại của chồng cứ tét tét suốt mà đọc tin toàn thấy mấy cô là hỏi anh khỏe chưa, anh ngủ chưa, anh khỏe không, thế thì chết rồi. Cái ghen còn gì nữa, ghen lồng ghen lộn, ghen đến nỗi gì ra tận cả cơ quan để gì ạ, để đón chồng về hàng ngày. Thì chồng bức xúc quá không biết làm thế nào, cho nên nói vợ thì mờ lại càng lồng lên, hai bên ghen đến mức là gì, từ cái chỗ anh em ngọt xớt ra với nhau mấy chục năm trời, hai ba mặt con rồi, thậm chí là lên gì lên chức ông ngoại rồi đấy. Tức là con gái đã lấy chồng mà có con rồi đấy, mà vẫn còn ghen. Xong rồi cũng may là Phật tử của chùa nhà mình hay đi lên chùa mà cũng gì, tín tâm. Cho nên thầy mới giờ biết cái sự đổ vỡ chuẩn bị đến, bà mẹ của chú ấy đến, và thầy bây giờ chỉ có thầy mới gì mới cứu được gì, gia đình nhà con. Tôi hỏi làm sao?
Đấy, kể ra sơ sơ cái việc của chúng nó như thế. Bây giờ vợ chồng chúng con nói chúng nó không nghe rồi. Nói chồng chồng cũng khùng lên không nghe, nói vợ vợ khùng lên không nghe. Và chúng nó thì đòi bỏ nhau, viết đơn rồi thầy ạ, bây giờ thì khổ lắm. Vợ chồng chúng nó không sao, nhưng mà gì, nó không sống được với nhau thì tùy. Nhưng mà còn các con nó, lại còn cái gì, còn cả cái gọi là cái sự gì của dòng họ nữa, cả cái uy của cái dòng họ nữa, mà lại trưởng dòng họ mà đi về quê mà các cụ mà như thế thì chết, chúng con chết. À, thế xong rồi tôi bảo thì bây giờ thì yên tâm, để tôi gọi ông chồng lên, không gọi cả hai vợ chồng nhé, gọi hai vợ chồng lên nó cãi nhau trước mặt tôi thì chết. Cái này gọi ông chồng lên, gọi riêng ông chồng lên làm công tác tư tưởng. Ông ấy bảo nhất định không, thầy nó ghê lắm, con không thể sống được với nó nữa. Thế này là ngày xưa thì anh em, bây giờ gọi là nó rồi. Đấy, gọi là nó. Bà vợ xong rồi, xong mình tư tưởng mãi thì cũng nguôi nguôi được tí. Xong rồi bảo nó tùy theo, bây giờ xem nó như thế nào, con phải xem quan điểm nó thế nào đó. Thôi được rồi, chú cứ về, mọi chuyện để đây thầy sắp xếp, thầy lo. Ngày hôm sau lại gì? Gọi điện về cho bố mẹ chồng, nó bảo gì? Bảo vợ nó lên, lên mình thôi, bảo chú lái xe đưa lên, đừng có cho ai lên. Đó, lên không cho tiếp người thứ ba nữa. Ngồi thì nói cho, giảng giải cho. Lúc đầu lên thì gọi chồng là gì? Là thằng. Đấy, bảo cái thằng ấy thì thầy không thấy thằng ấy thì mắt nó trợn trắng lên rồi, môi nó giờ theo gái nó thâm xì ra rồi, thế này thế nọ thế kia, đủ các thứ luôn. Thằng ấy thằng nọ, thằng ấy thế này, thằng ấy thế nọ, thằng ấy thế kia, thằng ấy bất nhân bất nghĩa, rồi bất trung bất hiếu, thì đủ các thứ bà giảng hết để cho làm một loạt. Tôi cứ thấy cô ấy kiểu nó sồn lên rồi. Cô ấy thì gọi chồng là thằng này thằng nọ, có nghĩa là người ta đang gì ạ, đang bốc hỏa. Thôi thì cứ cho nó cháy hết đi. Nếu bây giờ mà mình cứ thôi rồi mình cứ lao vào để can là không được, cho nên cứ cho chửi. Chửi chán là khoảng 30 phút sau bắt đầu mệt. Cứ thấy im dần, thôi dần, thôi lịm dần mà thôi. Thở. Lúc đó ngồi thở. Ngồi thở lúc đó tôi mới gì? Tôi mới nhẹ nhàng, tôi mới giảng giải. Nhẹ nhàng mới nói cho này, bao nhiêu năm chung sống với nhau. Ba mặt con rồi, có cả cháu rồi. Năm nay cũng gì, gần 60 tuổi với nhau hết rồi. Năm đó là khoảng độ 56, 57 gì đó, tôi bảo gần 60 tuổi với nhau hết rồi. Còn cái gì nữa đâu, mấy năm nữa thì chú nghỉ hưu. Bây giờ có gì nữa đâu mà phải nặng nề như thế. Còn cái chuyện mà có cái chuyện là chú ấy đi linh tinh với các cô gái khác hay không thì cái này thầy cũng chưa biết. Thầy hỏi thì chú ấy thề với thầy là không có cái chuyện đấy. Là chỉ có cái chuyện mà quan hệ làm ăn xã giao, họ nhờ vả, hỏi thăm nhau các thứ thôi. Thì thầy bảo chúng con đi làm việc công chức nhà nước, bây giờ không quan hệ, không xã giao thì làm sao mà làm được. Nhưng mà cô ấy cứ ra tận cơ quan để làm loạn lên, bảo thế này thế nào, làm con mất mặt với anh em, mất mặt với cấp trên, với thủ trưởng, và mất mặt, mất uy với cấp dưới. Làm sao con chịu được. Đó. Thế mình mới nói với cô đấy. Thầy hỏi thì chú ấy bảo không có cái gì, chỉ có quan hệ ngoại giao, làm ăn bình thường, xã giao xã hội thôi. Thế cứ từ từ bình tĩnh đi. Bao nhiêu năm chú ấy chung thủy với mình rồi, thì bây giờ thì có chịu lấy mấy năm nữa thôi. Mà nghỉ hưu rồi thì còn lo gì nữa. Tất nhiên cái nỗi lo nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Đấy, bây giờ đấy, xã hội nó thế. Thế là khuyên cho nhẹ nhàng để khuyên bảo bây giờ hạ hỏa. Có bao nhiêu hỏa bốc hết lên rồi, cháy hết rồi, bây giờ thở. Thì bây giờ mình mới gì ạ, đem lửa vào mình dập tí nữa thì là xong. À, đem nước và xin lỗi, lại bảo đem lửa. Đấy, đem nước vào gì để tưới vào thì nó mát đi, thế là thôi hết. Từ cái chỗ gọi chồng sồn sồn bằng thằng, rồi bằng thằng ấy, thằng nọ, và thằng ấy không bằng con chó, thế này thế khác, ôi dồi đau lắm. Mình nghe mà mình cũng thấy là gì, khó chịu luôn. Nhưng mà xong rồi mình giảng giải cho một tí là gì, thôi xong lại từ cái chỗ thằng ấy, thằng nọ, thằng kia, rồi gọi là ông ấy. Thôi được, nghĩ trong bụng thôi, từ chỗ thằng mà lên là ông là cũng tốt rồi. Đấy, vì nghĩ là ông lên ông nội, à, ông ngoại rồi mà, cho nên là ông là tốt rồi. Cho nên thôi được. Thôi mà hôm nay cứ về, tạm thời như thế. Về đừng có gây sự, đừng có chiến nữa. Đấy, đừng có gây chiến tranh nữa. Xong mấy hôm sau đến chủ nhật lại gọi ông chồng lên. Bảo đấy, hôm rồi gọi như thế. Đấy, thế bảo chồng bảo là về chả thấy, chả trách, con thấy cái đơn để trên bàn cô ấy cất nó đi đâu mất rồi. Đơn ly hôn ấy. Ký rồi, ký sẵn rồi, để trên bàn ông giỏi, ông ký vào đấy, để tôi mang ra ngoài, tôi nộp ngoài tán, ngoài quận ngay. Nhưng mà ông chồng may ông chưa ký, cho nên ông cứ để đấy về. Thì hôm sau tôi gọi vợ lên một cái, thấy tự nhiên cái đơn ở trên bàn nó bay đi đâu mất.
Ông chồng thế là thôi, thế thì cũng được, gọi lên lại tiếp tục giảng hòa tiếp. Xong hết ông chồng, hết giận vợ. Hôm sau lại tiếp tục gọi vợ lên, cho một cái bài ca về gì? Bài ca về hạnh phúc gia đình phải giữ như thế nào nữa. Thế là hết, gọi thôi cảm ơn thầy, nhờ ơn thầy mà con đã gì, đã hiểu ra rồi. Đấy, gia đình sống hạnh phúc từ giờ cho đến nay, 3-4 năm nay không có cái gì xích mích nữa cả. À, tốt đẹp. Cuộc sống đôi khi nó như thế. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa mới bảo là gì ạ? Chồng tiến thì vợ lùi, chồng lùi thì vợ tiến, hay là vợ tiến thì chồng lùi. Mỗi người lụi nhau, nhường nhau một chút thì hạnh phúc gia đình sẽ bền lâu mãi mãi thôi. Đấy, không cứ là tôi phải đi hiến tạng mới gì ạ, mới cứu được người. Tôi có phát nguyện hiến tạng đâu, vì tôi cảm thấy là tôi chưa đạt được cái niệm Phật tam muội, chưa tự do tự tại vãng sinh một đời này, cho nên tôi cố gắng tôi thay vào cái đó, tôi đem lại hạnh phúc gì cho chúng sinh, cho mọi người có duyên với tôi ngay trong cuộc đời này. Xin thưa các quý vị, nếu cứu được cái thể xác của họ mà cái tâm hồn của họ, gia đình của họ sống không hạnh phúc thì sống 100 năm nữa cũng rất là thừa. Nhưng khiến cho gia đình của họ được gì, được hạnh phúc, được an vui, sống 10 năm cũng còn hơn sống 100 năm ở trong đau khổ, ở trong sự nghi ngờ, ở trong sự gì, ghen tuông, ở trong sự tức tối, ở trong sự mê hoặc các quý vị. Đó. Đức Phật nói sống một ngày mà thấy đạo còn hơn sống 100 năm không gì, không biết đạo cơ mà. Cho nên quan điểm của tôi cúng dường và phát nguyện hiến xác cho khoa học là tốt. Tôi khẳng định với các vị là tốt, phải nói là rất tốt. Nhưng điều quan trọng chúng ta có tự do, tự tại và có chắc chắn rằng mình sẽ không bị đau khổ khi mới được vài phút sau người ta rạch mổ xẻ toàn bộ thân phận của mình, cắt đi lấy đi từng bộ phận ở trong thân phận của mình hay không. Hay lại là như Xá Lợi Phất phát nguyện hành Bồ Tát đạo, mắt con móc con mắt ra cho ngoại đạo, chữa bệnh cho mẹ. Khi móc cả hai con mắt ra rồi nó ném tuyệt xuống đất, nó bảo tôi tưởng mắt của bậc thánh nhân là phải gì ạ, như kim cương, như gì ạ, như ngọc quý, ai ngờ mắt của gì, của ông cũng chẳng khác gì mắt của những người bình thường. Cho nên nó ném tẹt xuống đất, nó lấy chân nó gì dẫm lên, nó nhổ một bãi nước bọt rồi nó ra đi. Xá Lợi Phất vì vậy mà gì, thoái tâm Bồ Đề. Từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Đức Phật Thích Ca mới phát gì ạ, phát Bồ Đề tâm lại được đó các quý vị. Đừng nghĩ là đơn giản, muốn hành Bồ Tát đạo thế giới này không phải đơn giản. Cho nên nếu các vị ở đây có những vị là Bồ Tát thì cứ là Bồ Tát đi. Còn đối với tôi là bậc tiểu nhân, kém phúc, kém duyên, cho nên tôi chỉ cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thôi. Nhưng thôi, trước khi được sinh về Tây Phương Cực Lạc còn sống ngày nào thì cố gắng làm một vị sư, không được toàn thiện, toàn mỹ, toàn tịnh, toàn thiện như các bậc cổ đức ngày xưa, thì ít nhất cũng phải làm một cái gì đó để cho mình sống cũng đỡ xấu hổ với mọi người, không hổ thẹn với gì, với đời, không thấy là mình ở trong cửa đạo mà mình thấy hổ thẹn nhiều. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng phải luôn luôn nghĩ rằng mình còn kém phúc, kém duyên, kém công đức, kém trí tuệ, vân vân, để mà thấy mình chưa bằng ai để mà ăn năn sám hối, thì đó mới là gì? Mới có cái cơ hội để mình tiến thân ở trong đạo, trong cái thời mạt pháp này. Còn chúng ta mà ai đó mà cứ vỗ ngực ra đây là tôi đã làm nhiều được việc Phật sự rồi, tôi đã có chức danh rồi, đã có chùa to cảnh lớn rồi, đã có đông đệ tử rồi á, vỗ ngực ra đây như thế chúng ta có lầm vào đường tà lúc nào không hay. Cho nên ở đây Phật tử hỏi như thế thì tôi cũng đưa ra quan điểm của tôi, chứ tôi không dám bảo Phật tử là đừng có hiến, hay là bảo Phật tử thì cứ hiến đi. Nếu tôi bảo là đừng có hiến á, thì tôi lại vô hình chung lại vi phạm pháp luật, vô hình chung làm trái lại với lời Phật dạy khuyên người ta làm việc thiện. Nếu tôi bảo người ta cứ hiến đi mà người ta nghe tôi, cái trường hợp này người ta nghe tôi, người ta cứ hiến mà khi đó người ta gì, thần thức người ta không chịu được, người ta gì, đọa vào trong đường ác á, thì lại khổ thân. Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.